Hà Đế như thế. Đấy tức là ngưng phòng. Thủy tụ tức là nước về đến đây rồi tụ lại, chảy đi, chúng thủy cho trăm con sông con suối đều đổ hết về Biển Đông, là chia ra rất nhiều thủy khẩu. Mạch núi từ đỉnh Himalaya về đến Việt Nam thì dừng lại, chứ nó cũng không dừng ở nước nào cả. Chân núi rất là gọn gàng. Đấy là phong thủy rất là tốt. Còn một cái điều đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh nữa là như này. Khi muốn xem năng lượng cái trục nào mạnh nhất ở quả đất thì người ta phải tìm một cái đỉnh cao nhất quả đất, vẽ đường thẳng xuống chỗ thấp nhất quả đất, thì rõ ràng đấy là cái trục tâm linh không thể cãi được. Thế thì vậy thì kính thưa các vị đại biểu, chỗ cao nhất quả đất là ở tọa độ khoảng 27 độ Bắc, 86 độ Đông, tức là đỉnh Himalaya, đỉnh Everest, cao 4.800 mét. Và chỗ sâu nhất là đáy của rãnh Marina ở Philippines, ở tọa độ 11,21 độ Vĩ Bắc, 142,21 độ Kinh Đông. Khi chúng ta kẻ một đường từ đó sẽ thấy nó chạy qua Biển Bắc Việt Nam. Tôi gọi là tổ quốc mình sẽ được hưởng cái long mạch đấy. Và thậm chí nói kỹ nữa là chỗ chúng ta đang ngồi đây này là chính là cái trục tâm linh đấy. Các bác về cứ nghiên cứu xem. Vậy thì riêng cái này là sản phẩm chỉ có Việt Nam có, tạo hóa dành cho mình. Cho nên là sách của La Sơn Phu Thử Nguyễn Thiếp ở Thanh Hóa, của thầy Tả Ao ở Đồng Khoai Hà Tĩnh, của Đức Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm Vĩnh Bảo Hải Phòng, hoặc thậm chí của người Trung Quốc, tức là Cao Biển Đấu Thư Địa Lý Kiểu, thống kê ở Việt Nam còn rất nhiều mảnh đất tốt, nhưng ngày xưa mình không có điều kiện, nhưng bây giờ thì nhà nước để các công ty có điều kiện người ta khai thác thì cái này sẽ có lợi cho mọi người để mở rộng vấn đề phát triển nhân sinh kinh tế. Thế thì luật mạch của Việt Nam như thế này, nó có mấy câu thôi. Tiểu quốc bá hùng, vì cái mạch nó hay như vậy cho nên nước nhỏ nhưng mà rất anh hùng. Cái anh hùng này thì từ xưa đến ai cũng biết rồi. Văn võ toàn tài. Võ thì cả thế giới thì từ xưa đến nay là có 10 ông tướng giỏi nhất Việt Nam đã làm 2 bằng 1/5 như thế. Tức là thế giới có 10 ông giỏi thì tiếp 5 ông giỏi thì mình làm 1 ông rồi. Văn cũng giỏi. Trai tài gái sắc. Các bác ở đây là tôi thấy là đều có những người là có điều kiện đi du lịch rồi, các bác so sánh. Trai gái Việt Nam rất là xinh. Thì không phải là mình người Việt Nam mà mình tự hào. Đúng không? Tay dài cái sao? Địa lý nhân kiệt, đời nào cũng sinh ra anh hùng, những người giỏi tài. Nhưng có một cái hiểm thế này, vì đất nó đẹp quá cho nên rất nhiều kẻ thù, lúc nào cũng phải giữ. Cho nên là có một câu kết là đa loạn triều bình, luôn luôn phải đề phòng chiến tranh, luôn luôn phải canh, luôn luôn phải canh chừng. Đấy là địa lý Việt Nam. Vậy thì tôi nói như vậy để cho chúng ta một là hiểu rõ hơn về địa lý Việt Nam và tự hào với địa lý của Việt Nam, và mình sẽ yên tâm khi mình biết là triển vọng mình sẽ đầu tư vào đâu. Bây giờ tôi xin nói đến về vấn đề phong thủy cho công trình. Thì việc đầu tiên muốn đầu tư vào đâu, chúng ta phải tầm long, tức là tìm đất. Tìm đất thì rất đơn giản. Viễn thiên xích vi thế, cận bách xích vi hình. Tức là anh phải đứng từ cái chỗ anh định đầu tư, nhìn ra xa nhiều cây số, và đứng ở xa nhìn vào chỗ mình nhiều cây số, xem nó ở vị trí nào. Có gần khu đô thị không? Gần những cái nơi danh lam thắng cảnh không? Đường không, đường bộ, đường thủy ra làm sao? Hạ tầng như thế nào? Thậm chí hàng xóm như thế nào? Ở khu vực ấy có tử khí không? Nhà thờ, đình chùa, miếu mạo, nghĩa trang không? Có bệnh khí không? Tức là có bệnh viện gì không? Có tà khí không? Có xú khí không? Có uế khí không? Có thán khí không? Thậm chí rồi còn phải, bây giờ nó còn phải đề nghị xem ở đấy có hóa chất như thế nào, rồi là các những cái thứ khác về phóng xạ vân vân, chứ không phải là cứ đùng đùng mà đi mua được. Thứ hai đó là khi tầm long ấy phải chú ý là giữa long tử và long sinh.
cũng một con sông, cũng một cái hồ, nhưng mà long sinh thì nó uốn lượn, nó như con cá đang bơi, như đang hồ ao góc của nó phải lan tỏa như cánh sen, chứ còn bây giờ cứ kè vung thành sát cạnh như thế này, bằng đá bằng gạch vào thì làm sao mà gọi là thủy nữa, thì mà sông cũng thế đấy, các bác xem như sông này là phải uốn lượn đi bên kia, đấy là long sinh. Trên trời thì có chim chóc, ở dưới phải có tôm cá, mà nước là phải rất là tốt. Tôi đã chứng kiến những chuyên gia phong thủy của Nhật, của Hàn Quốc cùng với tôi về đây, thậm chí người ta đến mép hồ Đại Lãng người ta còn múc nước vào tay người ta nếm vào mồm. Chứ cả chúng tôi đây làm thầy phong thủy bao năm nhưng mà cái nếm như tôi cũng rất là ngại ngại, nhưng mà người ta làm người ta như thế. Thế còn nếu mà long tử nó giống như sông Kim Ngưu các bạn ấy, tức là nó kè nó thẳng tưng giống như con cá chết, nó nằm thế này thì làm sao còn sinh khí nữa, và nước của nó thì không con gì có sống được. Thế còn sông Thị Nghè ở Sài Gòn vừa rồi là có tin vui là có một đàn cá đỏ đỏ nó bơi đấy các bác, lên nào xem là đã mừng lắm rồi, nhưng mà cũng chẳng sẽ biết cái này. Thế thì xem long là phải chọn long sinh và long tử. Thứ hai nữa là khi mà chọn đất thì nó sẽ thể hiện các hình tính của nó. Hình tính thì rất đơn giản thôi, tức là anh cứ nhìn là hoa kiềm nhũ đột, nó có bốn kiểu ấy thôi. Tức là một là nó hoa nó như là cái lòng chảo, tức là kiềm nó kẹp thế này, nhũ nó đột, nhũ thì là nó chảy ra, nó đột thì nó cao lên. Đấy là bốn cách, còn tất cả những cách khác cũng từ đó mà ra cả thôi. Nghe âm không biết kim mộc thủy hỏa thổ thì làm sao mà định được trường sinh mục dục con đế thông quan đế vượng suy bệnh tử mộ tuyệt thai dưỡng, tức là 12 cái cung ấy để mình an tất cả mọi thứ trong nhà. Thì cách phân kim rất là đơn giản các bạn. Xin thưa quý vị này, dứt khoát là phải tìm nước. Vì là nếu ở chỗ nào mà mình tìm mà không có nước thì không thể ở được. Người ta gọi là sơn đa thủy thiểu, chỗ nào chỉ có đất có núi mà không có nước thì làm gì có sự sống. Mà thủy cường sơn nhược, toàn nước mênh mông sóng gió mà chẳng có đất, mà làm đảo chìm thì cuộc sống cũng rất là khó. Sơn thủy bất xứng cũng không hay. Người ta gọi là vô âm bất sinh, độc dương bất phát, chỉ có dương không, có núi không, chỉ có nước không, một mặt thì giống như nam nữ không có nhau làm sao mà sinh nở. Cho nên là phải có nước. Nguyên tắc của nó là thủy phân bát tự, tất hữu long lai. Tất cả các thành phố ở thế giới và Việt Nam cũng thế thôi, đều tư đi từ phương Bắc về, mà tốt nhất là qua một ngã ba sông, xong bắt đầu xuống bên phía Nam mới đạt thành phố, bên này vân vân. Cổ Loa cũng vậy thôi, là ngày xưa là hoàn thành nhiệm vụ lịch sử chứ không thể phát triển được. Cho nên khi xem phong thủy là bác phải nhớ rằng bao giờ cũng phải xem thủy phân bát tự tất hữu long lai. Anh phải xem là cái sông gần nhất, cái hồ gần nhất để anh làm mốc. Nếu không có sông hồ gần nhất mà sông hồ nó xa thì anh có thể dùng cái ngã ba đường gần nhất nhà anh, nhưng mà ngã ba đường to thì nó có bốn cách thế này. Một cách là vào cung thìn nhà mộ thì là nó cả thủy lẫn thổ luôn, cho nên người ta gọi là tất bính giao nhi xuống tất. Tức là nếu cái ngã ba nước hoặc ngã ba đường đấy nó từ hướng đông và hướng nam mà nó giao vào xung của tất, đấy là hỏa cục. Đấy, tân nhâm hội nhi tụ thìn, đầu ngưu nạp đinh canh chi khí, kim dương thu quý giáp chi đi. Thế là giả tất tần cả. Rất là đơn giản đấy thôi. Thế thì khi đã tìm được rồi thì ta mới đứng ở cái mảnh đất nhà mình, cũng một mảnh đất nhìn ra cái đường này thôi, nhưng mà bên kia đường người ta đi theo chiều này thì là thuận, mà mình ở bên này thì nó sẽ là gì. Ví dụ này thì các quý vị sẽ hiểu ngay. Ví dụ như ngồi ở Hà Nội mà nhìn ra sông Hồng thì thấy nước nó chảy từ bên trái sang phải, thì đấy là thuận thủy. Người ta gọi Hà Nội, Hà là sông, nội là bên trong. Còn Nguyễn Văn Cừ là Hà ngoại, tức là ngoài sông, tức là vì nước nó chảy từ bên phải sang trái. Vậy thì khi định cuộc đất cũng như thế đấy. Thế khi mà đã phân được kim rồi thì bây giờ mới đến phần điểm huyệt. Cũng cái khu đất đấy, cũng cái đất của nhà mình như thế, nhưng mà chỗ nào đặt cái gì, chỗ nào làm cái gì. Điểm huyệt rất là dễ. Các bác cứ tưởng tượng là con người ta có thất khiếu này, hai mắt này, hai mũi, hai tai, mồm này, đều ở trong cái lỗ sâu, đúng không? Người ta gọi huyệt mà. Để tại sao những chỗ quan trọng nó phải được bảo vệ, chứ nếu mà lòi ra ngoài thì không. Thế thì huyệt thứ nhất tốt là nó phải được che chở, nó thụt vào trong. Và loại huyệt thứ hai nữa là nó phải phình ra ngoài như cái nhũ hoa, cái bầu sữa. Loại thứ ba nữa là tọa không viên mãn. Thí dụ như huyệt lớn của Việt Nam là phải tọa không viên mãn, Phủ Tây Hồ.
rồi đền Ngọc Sơn, đền Kiếp Bạc, rồi là Lăng Trần Thủ Độ, Phù Dây. Đấy là những huyệt lớn của Việt Nam mà kẻ thù không bao giờ chấn được. Thế tọa không, nhưng mà riêng tọa không mãn thì phải có thầy giỏi người ta mới biết ở chỗ nào để người ta điểm huyệt, vì nó mênh mông bể sở mấy chục mẫu như thế thì không thể phát hiện được. Thế thì khi mà điểm huyệt thì nó có cách, thế nhưng mà đại khái như này không có gì khó cả đâu. Thí dụ như người ta gọi là phong yêu hạt tất, nghe thì nó rất là bác học, nhưng mà thực tế là phong yêu là cái bụng con ong nó đặc trưng nhất là cái bụng mà. Anh cái gì cái đặc trưng nhất đâu thì cái bụng của nó là đầu tiên. Hạc tất tức là con hạc thì nó có thịt đâu, nó có mỗi cái chân dài dài, cái gối to tướng. Thế thì là cái gối con hạc là quan trọng nhất. Hạc tất tức là gối con hạc. Cái điệu lên rồng để cho nó oai thôi. Thế nên người ta mới tạm phân công như này: tìm một thế đất chia làm 12 bộ vị, tức là bộ phận của con rồng. Thần tề mục vĩ tảng phúc giác nhĩ yêu túc tỷ tràng. Thì nếu anh đặt vào bụng, vào rốn, vào ruột, vào trán, vào mũi thì tốt, mà vào mào, vào môi, mà vào đuôi, vào chân thì không tốt. Thế thôi, đấy là điểm huyệt. Và bây giờ tôi sẽ trình bày đến phần lập hướng. Ai cũng rất là quan tâm đến cái hướng, nhưng mà tôi xin nói thế này này: trong phong thủy nhất vị nhị hướng, thứ hai nữa là ba cái điều kia quan trọng rồi thì cái hướng thì cũng không quan trọng mấy đâu. Vì một là mảnh đất tốt thì cái giá trị của nó không bao giờ thay đổi, bất kể tuổi nào thì người ta cũng định giá như vậy thôi. Vậy thì mảnh đất tốt thì ai ở đấy cũng tốt. Còn cái hướng nó tốt thì nó xảy ra hai dạng. Dạng thứ nhất là theo người Việt Nam mình hay theo phong thủy phái loan đầu giá ao, là do cái tuổi của mình không được. Thì đơn giản thôi, mình mượn tuổi của vợ, của con, của người khác là xong, không có cái gì đâu. Bảo quản thì nó vậy thôi, thì anh làm năm khác sẽ được. Thế còn khi anh đo lên ấy, mà nó chạch 1-2 độ, nó khác rồi. Trong phong thủy nó gọi là phân, chỉ cần 2 phân là 3 độ, nó sang hẳn khu khác. Thế thì anh chỉ việc hơi lắc đi cái là xong. Hạ lục sát thiên đi duyên niên phục vị là tôi bảo cái đấy không quan trọng lắm. Vì hướng thực tế khi chúng tôi xem nó 7.200 hướng thôi. Vì nó 19 tầng la kinh nhân với 60 loại tuổi, và nhân với ngũ hành, nhân với âm dương đó, chứ không phải 8 hướng đâu. Thế cho nên là hướng cũng không quan trọng lắm. Bây giờ tôi sẽ xin nói đến về phần làm phong thủy của một công trình. Thì các vị cứ nhớ thế này thôi: những cái gì xấu thì phải đặt vào cung xấu, xong hướng hướng tốt. Những cái gì tốt phải tọa tốt hơn tốt, tức là tọa các hướng cao. Thì cổng, cửa thông phòng, toilet, bếp, cầu thang, bể phốt, ghế của khách, vân vân, cái đó thì phải dứt khoát phải đặt vào cung xấu. Còn nếu mà quay sang cung tốt được càng tốt. Còn lại cửa đại môn, tức là cửa chính trong nhà, bao nhiêu cửa thì chỉ có một cửa là chính thôi. Ghế của chủ, bàn học của con, bàn làm việc của bố, giường ngủ của vợ chồng, phòng thờ, két sắt phải đặt vào cung tốt. Đơn giản vậy thôi, tức là tọa cát hơn cát. Còn bây giờ ta mới chọn vật liệu, hình khối và màu sắc. Thì kim thì là kim rồi, là kim loại. Hình khối là tròn, màu sắc là trắng, mộc thì dài là gỗ, màu xanh, thủy là phì, màu đen là nước, hỏa thì là nhọn đầu, da giáp là màu đỏ. Đấy, và thổ thì là vuông, hình màu vàng, đất đá. Thế nhưng mà cũng không nên quá nặng về cái này, đâm ra rất là máy móc, là mất hết đẹp. Có người bảo là tôi mệnh kim tôi làm nhà toàn màu sắc. Có người bảo là tôi là mệnh thủy cho nên là tôi chỉ dùng toàn màu đen, sợ các màu khác. Có người thì bảo là em mạng hỏa cho nên là em làm nhà toàn hình tam giác. Thế thì làm sao được? Thế thì vậy thì khi mà làm phong thủy là người ta phải biết điều hòa những cái đó, cái gì chính là cái gì phụ, không thể thiếu được, bắt buộc phải có ngũ hành. Tôi sẽ trình bày kỹ ở cái phần sau. Giống như một bà nội trợ giỏi, nếu mà để riêng giềng mẻ mắm tôm ra thì chẳng khách nào ăn được. Nhưng nếu nữ giả cầy mà các bà không cho vào thì các ông không ăn, chắc chắn như thế rồi. Nhưng mà cho vào tỷ lệ thế nào còn do vào các bà xã của mình. Đấy, bà nào mà bà quá tay một tí thì cũng khổ, đúng không các? Thế thì bắt buộc làm phong thủy công trình, làm nhà phải có 5 thứ, không thể khác được. Thứ quan trọng nhất là cây, người ta gọi là nhân giả mộc. Cái cây là người, còn mình không phải là người, mình là con người. Lý do rất đơn giản: cây cây nó hút carbonic nhà oxy, cây cối rễ quả hoa lá nó nuôi con người.
bóng nắng của nó, kể cả một ông vua hoặc là một ông thợ cày đứng dưới đó, nó vẫn che như thế. Nhưng con người ta thì không như thế. Đố kỵ công danh tiền bạc, thậm chí trời mưa che ô che mũ cho sếp, không che cho người khác. Thế nên mình là con người, cho nên phải chơi cây để thể hiện cái nhân. Chứ còn thực tế mình có dùng chữ người, nhưng mà đấy là dùng cho những bậc vĩ nhân. Sinh thời người thế nọ, người mất đi thế nọ thế kia. Chứ còn thực tế là ít khi người ta lạm dụng cái lại từ đó. Thế mình phải nhớ mình là con người, cho nên mình muốn học nhân thì mình phải có cây. Phải chỗ nào thật nhiều cây, mà trong nhà mình phải bố trí có cây. Thứ hai là trí giả thủy. Để cho con cái học giỏi, mình làm ăn công danh phát đạt là phải có nước. Nước nó có thể từ những hạt xương rất nhỏ, những giọt rất bé, nó góp lại thành khe, thành sông lớn, thành biển động. Sức mạnh của nước kinh khủng. Người ta gọi là nhất thủy nhiều hỏa. Sợ nhất là nạn đại hồng thủy. Người ta mang nước đi để chữa hỏa, không ai mang lửa đi để chữa thủy. Nước nó có thể phá như bom nguyên tử, nhưng nó hơn mọi thứ khác là nó có thể thấm được. Vấn đề nhân sinh nó là chỗ đấy. Trong nhà phải có nước. Thứ hai nữa, thứ ba nữa là phải có kim. Chí giả kim. Trong nhà phải có sắt thép. Trên đồ thờ phải có lư hương đường nhầm bằng kim loại. Chí là sự trung thủy, là sự không mài mòn, sự không thay đổi. Giống như chữ tín, tín giả kim. Sống phải có tín, cho nên phải có kim. Và nữa là nghĩa giả thổ. Đất là đất mẹ, nghĩa chính là đất. Mẹ sinh ra vạn vật và nuôi nấng, nhưng mà các con của mẹ đào bới lên, cho vào khuôn, nung thành gạch, đốt thành xi măng, làm thành gạch men, lấp cho lọ đảo chỗ kia, tan nát hết thân thể của mẹ ra. Nhưng khi mình chết đi, mẹ vẫn không đuổi ra ngoài vũ trụ, vẫn nhận về lòng đất mẹ. Vậy thì nếu có điều kiện thì ta phải có đất. Như lúc nãy ta đã nói nhé, tức là đất rất là quan trọng. Nếu ai mà làm nhà chung cư hoặc là nhà ở quá chật, không có đất, phải dành một góc ra để ta đổ đất vào, để ta lấy chữ nghĩa. Nghĩa là thôi. Và bây giờ thì thời gian có hạn, tôi sẽ giới thiệu thêm bài nói chuyện của Flamingo Đại Nải. Nó gồm 9 bài, hôm nay là một bài, còn 8 bài nữa. Gồm có là phong thủy ngoại thất và mặt tiền, phong thủy phòng khách, phong thủy cầu thang, phong thủy bếp, phong thủy phòng ngủ, phong thủy phòng thờ, vân vân. Thì nếu quý vị nào bận không có điều kiện để theo dõi hết thì có thể liên hệ với ban phong thủy của Flamingo Đại Nải, trực tiếp trong các bộ phận bất động sản để được tư vấn, hoặc là trực tiếp liên hệ với tôi qua trang website, tức là baolavansu.com, trong đó có cả mail và cả số điện thoại. Các vị sẽ được tư vấn 24/24 và miễn phí toàn phần. Bắt đầu từ ngày hôm nay là ban tư vấn về phong thủy của Flamingo Đại Nải sẽ thực hiện từ ngày hôm nay. Tất cả các vị quý khách mà có công trình ở tại Flamingo Đại Nải đều sẽ được tư vấn trọn gói, thậm chí kể cả về tâm linh, thí dụ như là xem ngày hoàng đạo để động thổ, phương thức động thổ, rồi là lễ động thổ đổ mái, hoàn long mạch để tôn lô hương, vân vân. Thì cái này xin các vị cũng coi như một món quà của Flamingo Đại Nải dành cho các vị. Đấy, để lấy may mắn và để làm cái kỷ niệm tốt. Chúc các vị sức khỏe và ai cũng có những cái công trình đúng như phong thủy tâm linh. Xin chào. Và ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Afan Mawazi Ismail, giám đốc điều hành Flamingo Đại Nải Resort, sẽ có đôi lời phát biểu chào mừng quý vị khách mời và giới thiệu tổng quan về Flamingo Đại Nải Resort. Xin trân trọng kính mời ông. Please welcome to the stage Mr. Afan Mawazi Ismail. Good morning, ladies and gentlemen. You know, I try to talk a bit short. Today, I want to explain you guys about our lovely resort. Ông Afan sẽ có đôi lời giới thiệu phát biểu về Flamingo Đại Nải Resort. Do thời gian có hạn cho nên ông sẽ giới thiệu rất là ngắn gọn đến quý vị. Before I start to talk,
Welcome to Flamengo Dalar Resort. It is really a respect and honor for us to welcome all you guys here. Đây là một vinh dự của Flamengo Đà Lạt Resort khi được chào mừng hơn 160 vị khách mời ngày hôm nay đến tham quan Flamengo Đà Lạt Resort. Okay, so guys, it's a wrong presentation. Before, I used to involve with the real estate, and the expert told me, anywhere you want to go stay and live, you should consider with the three factor. Anywhere you want to go to live, even to stay or to live, you consider with three factor. Vâng, ông Afan chia sẻ là khi mà quý vị quyết định đi nghỉ hay là ở tại một nơi nào đó thì sẽ có ba yếu tố quyết định mà quý vị cần cân nhắc. Number one, guys, location. Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất đó là địa điểm. Can you expect, guys, what is number two? Các vị đoán xem là số 2 sẽ là yếu tố gì ạ? Number two, guys, is location. Vâng, yếu tố thứ hai cũng vẫn là địa điểm. And guys, can you expect what is number three? Vâng, vị trí số 3. Number three, guys, is locations. Vâng, vị trí số 3 vẫn là địa điểm. So guys, ladies and gentlemen, welcome to Flamengo Dalar Resort, the best destination in Northern Vietnam. Vâng, một lần nữa chào mừng tất cả các quý vị khách mời đã đến với Flamengo Đà Lạt Resort, resort 5 sao lớn nhất và đẹp nhất tại miền Bắc Việt Nam. Guys, Flamengo Đà Lạt Resort is managed by H&K Hospitality Management. Được quản lý dưới sự quản lý của tập đoàn H&K Hospitality. The reason why the company take hospitality H&K to manage the hotel to make sure that the property managed professionally and accordingly. Vâng, lý do mà Flamengo Đà Lạt Resort hợp tác với H&K Hospitality là nhằm đảm bảo cho dịch vụ chất lượng 5 sao theo một tiêu chuẩn chuyên môn và theo đúng tiêu chuẩn 5 sao. So what we have here, guys, we have tourist accommodation. Maybe you will take around later. You will see our the best accommodation in the Northern Vietnam. You can see it later. Vâng, phần đầu tiên trong phần trình bày của ông Afan sẽ là giới thiệu về dịch vụ lưu trú của Flamengo Đà Lạt. Lát nữa thì quý vị sẽ có trải nghiệm về cái hạng mục dịch vụ này. And the guys, the resort activities, okay? It is amazing, guys. It's only for 45 kilometers from Hanoi. You get the best resort activities, which is you cannot find anywhere in this region. Vâng, phần thứ hai đó là các cái dịch vụ vui chơi giải trí tại Flamengo Đà Lạt Resort. Chỉ cách Hà Nội, trung tâm Hà Nội 45 km và quý vị đã có thể tận hưởng và hưởng thụ các cái dịch vụ giải trí hết sức là đa dạng và phong phú tại đây. Guys, rental pool management, maybe you don't know about this, I will explain you later. And also, our hotel have even an F&B operations. It means we have restaurants, we have all kind of banquet things we operate here. Phần thứ ba sẽ là chương trình cho thuê biệt thự đặc biệt dành cho các quý vị khách hàng mua bán bất động sản tại Flamengo Đà Lạt. Và phần cuối cùng đó chính là các cái dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện tại Flamengo. As you know, our location, you come here already, is only about 1 hour, is about 45 kilometers. But however, guys, soon there will be a new road come to Flamengo. It's only very short. Vâng, như quý vị vừa trải nghiệm thì con đường từ trung tâm Hà Nội đến với Flamengo Đà Lạt Resort chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên thì trong vòng cuối năm nay thì quý vị sẽ có một cái chặng đường ngắn hơn rất là nhiều. Khi mà con đường Nguyễn Tất Thành và con đường Xuyên Á hoàn thành thì chúng ta sẽ chỉ mất 30 phút đi từ trung tâm Hà Nội đến Flamengo Đà Lạt Resort. Okay guys, as I told you, this property managed by H&K Hospitality Management. H&K Hospitality Management is professional hospitality management in Vietnam. And currently, they manage 9 properties in Vietnam, include Flamengo Đà Lạt Resort. Vâng, tập đoàn H&K Hospitality là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn
chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Và hiện nay thì S&K Hospitality đang quản lý 9 khách sạn và các cái resort tại Việt Nam, bao gồm Flamingo Đại Lải Resort. Okay guys, what accommodation we have here? Okay, the first accommodation, this is the most luxury one we have. You call Tinian Villa. Vâng thưa quý vị, dịch vụ lưu trú tại Flamingo Đại Lải Resort bao gồm 3 hạng mục. Hạng mục thứ nhất đó là dịch Villa Thiên Yến mà quý vị đã vừa thưởng thức welcome drink khi vừa đến đây. Đây là cái hạng mục villa sang trọng nhất trong số các hạng mục lưu trú tại Flamingo. Imagine guys, like you come with your family, okay? You have 3 bedroom inside, you have nice kitchen, we have a swimming pool. How wonderful! If you can imagine, you come here, you stay in this villa. Vâng, biệt thự Thiên Yến. Các bạn hãy tưởng tượng là chúng ta đến đây cùng với đại gia đình của mình và hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần thú vị tại Thiên Yến. Chúng ta sẽ nhìn ra mặt hồ Đại Lải phía trước rất là đẹp. The second is you collect view. Okay, later you can see that it's just like a very nice lake. Vâng, cái cụm biệt thự thứ hai đó là cụm biệt thự Lake View. As I told you guys, wherever you want to go, to stay, to live, the most important is locations. Vâng, và ông Afan nhấn mạnh một lần nữa đó là khi mà quý vị chọn bất kỳ một địa điểm nào để nghỉ dưỡng hay là để xây nhà thì cái điều quan trọng nhất đó là địa điểm. The concept of the villa we have is like from the woodlands, and then you know, you look in the bathroom. We have also many trees. I just hear from Feng Shui. He said that the good house or place to stay should have the tree, right? Vâng, cái biệt thự Lake View mà đúng như những chia sẻ của thầy Trần Ngọc Kiệm vừa rồi thì khi mà chúng ta chọn một nơi để nghỉ cũng như là để xây nhà thì điều quan trọng đó là xung quanh nhà cần phải có rất là nhiều cây, và đó cũng chính là một trong những cái concept khi mà chúng tôi thiết kế biệt thự Lake View. And the last one guys, you have what you call Hilltop Villa. This Hilltop Villa is in our hill and huge flower around. Vâng, cụm biệt thự Hilltop thì được nằm ở trên đồi thiền và bao xung quanh bởi những cái hàng cây cỏ tự nhiên rất là đẹp. Lát nữa quý vị sẽ được trải nghiệm trên đường chúng ta đi tham quan. Okay guys, what are our resort activities? As I told you, it is really amazing. Only 45 kilo from Hanoi. What you can enjoy, guys? Look at this. Did you ever try it?